Con gái uất ức vì ba mẹ trốn đi chơi, người mẹ tỏ thái độ khiến dân mạng chê trách. Mới đây, một đoạn clip được người mẹ đăng tải về hành động hờn dỗi của cô con gái nhà mình. Tưởng chừng như đó là một đoạn clip đáng yêu ngây ngô của đứa trẻ. Thế nhưng đến khi người mẹ lên tiếng đã gây ra hai luồng ý kiến. Theo đó, vì muốn quay lại lúc mới yêu, người mẹ đã lên kế hoạch đi ăn lẩu cùng với chồng của mình. Vì để có không gian riêng tư nên hai vợ chồng đã nói dối con gái. Nhưng không may khi về lại bị con vạch trần. Và bị nó phát hiện kiểu. Người này đã biết rồi là đi sinh nhật ăn lẩu không cho con đi ăn đâu đấy. Lẩu đâu? Nào đâu? Con ngửi thấy mùi đấy, biết rồi. Bố mẹ đã đi ăn lẩu và đi sinh nhật rồi. Sinh nhật ai? Tuy nhiên, thay vì xin lỗi hay giải thích cho con gái hiểu, thì người mẹ đã có thái độ gay gắt và lời nói có phần thiếu kiên nhẫn. Đi việc của người lớn, lúc nào cho đi mới được đi chứ. Làm sao mà khóc, đánh răng rồi vào đây rồi đi ngủ nha. Uống sữa chưa? Dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói để cho con chấp nhận sự thật, nhưng cộng đồng mạng khi xem liền bày tỏ thái độ. Thực ra bạn cứ nói rõ ràng là con sẽ hiểu, nói dối vậy con sẽ hình thành thói quen. Nói chuyện với con không nên nói thế này, sau nó sẽ học và nói y chang như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.